chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nổ lớn tại doanh nghiệp sản xuất gỗ ở Đồng Nai khiến ít nhất 13 người thương vong. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, một tiếng nổ lớn phát ra tại một doanh nghiệp đóng tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Thông tin ban đầu là có 13 người thương vong. Liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương cấp cứu người bị nạn, điều tra, làm rõ nguyên nhân. Đến 12 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã xác định danh tính của 6 nạn nhân tử vong, 7 người bị thương liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh. 6 nạn nhân tử vong gồm Lò Văn Lòn, 37 tuổi, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Lương Văn Hùng, 32 tuổi, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; Trần Văn Nguyễn, 38 tuổi, xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Trần Văn Cường, 39 tuổi, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; Xie ZhenLong, 34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; Sơn Ngọc Thúy, 33 tuổi, xã Lâm Tân, huyện Lâm Trị, tỉnh Sóc Trăng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo các ngành chức năng, huyện Vĩnh Cửu đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra vụ việc, đến thăm hỏi, động viên những công nhân bị thương tại bệnh viện. Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu và các đơn vị liên quan khẩn trương thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ gia đình có người thân bị tai nạn lao động và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân bị tai nạn, phối hợp Công an tỉnh, các đơn vị liên quan để điều tra, xác định rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm sai phạm liên quan vụ tai nạn lao động nêu trên, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động, nhất là cơ sở kinh doanh có sử dụng nồi hơi công nghiệp, bình chịu áp lực, không để xảy ra các trường hợp tương tự. Giám đốc Sở Y tế tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Thống nhất, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị liên quan tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận nạn nhân trong vụ tai nạn, làm thủ tục liên quan đến các nạn nhân tử vong. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có. Sở Ngoại vụ phối hợp chặt chẽ Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội xử lý, giải quyết vụ tai nạn lao động nêu trên có liên quan đến yếu tố nước ngoài theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu chỉ đạo Công an huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với các sở, ngành chức năng rà soát cơ sở sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động, nhất là cơ sở kinh doanh có sử dụng nồi hơi công nghiệp, bình chịu áp lực, không để xảy ra vụ việc tương tự. Chỉ đạo khắc phục hậu quả và cấp cứu người bị nạn tại hiện trường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thiệt mạng 20 triệu đồng và mỗi người bị thương 10 triệu đồng. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống nhất, có 5 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng đang được mổ khẩn cấp, 3 bệnh nhân đang được theo dõi, 2 người bị thương khác đang được cấp cứu tại cơ sở y tế gần hiện trường vụ nổ. Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan đã phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Vụ tai nạn làm 7 công nhân tử vong, khởi tố một nhân viên nhà máy xi măng. Căn cứ tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 23 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, vi phạm quy định về an toàn lao động, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là nhân viên cân bằng liệu của nhà máy xi măng về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại khoản 3, điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng, cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2024, nhà máy xi măng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, tổ 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đã xảy ra vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng, làm 7 công nhân tử vong và 3 công nhân bị thương. Cụ thể, trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 của nhà máy xi măng Yên Bái, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã xảy ra sự cố tai nạn lao động khiến 7 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa. Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan chức năng của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, họp bàn và chỉ đạo các biện pháp để xử lý giải quyết sự cố vụ tai nạn. Hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái và Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ các gia đình có nạn nhân xấu số, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân sự cố để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vụ tai nạn 7 người tử vong có gì trong hồ sơ Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái? Vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, tỉnh Yên Bái, khiến 7 người tử vong. Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 2 tháng 9 năm 1980. Tên gọi ban đầu là Nhà máy Xi măng Yên Bái, trụ sở chính đặt tại số 274 đường Hương Lý, tổ 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ngày 17 tháng 12 năm 2003, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái có quyết định về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển nhà máy xi măng Yên Bái thành Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bái. Ngày 1 tháng 1 năm 2004, doanh nghiệp này chính thức đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần. Đến tháng 12 năm 2007, công ty được đổi tên như hiện tại, Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh xi măng, khai thác chế biến, kinh doanh và xuất khẩu khoáng sản carbonat canxi. Theo báo cáo thường niên năm 2023, Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái có nhà máy xi măng với công suất đạt 450.000 tấn clinker một năm, có 2 dây chuyền nghiền xi măng công suất 900.000 tấn xi măng một năm. Công ty cũng có nhà máy chế biến carbonat canxi được đầu tư xây dựng theo công nghệ châu Âu với thiết bị do Cộng hòa Liên bang Đức, Tây Ban Nha và Trung Quốc chế tạo. Đến nay, nhà máy có 22 dây chuyền nghiền sản phẩm bột carbonat canxi siêu mịn, công suất 300.000 tấn một năm. Ngoài ra, công ty cũng có xí nghiệp khai thác đá làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng và chế biến carbonat canxi, xí nghiệp quản lý thiết bị và tổ chức khai thác trên 2 mỏ với diện tích 19,67 ha, sản lượng hàng năm trên 500.000 m3, dây chuyền chế biến đá hạt tại mỏ với công suất chế biến 50.000 tấn một năm. Theo kế hoạch, công ty sẽ tăng năng suất lò nung clinker, đầu tư thêm dây chuyền nghiền số 3 để đưa tổng năng lực nghiền tại nhà máy xi măng lên 1,2 triệu tấn một năm. Song song với việc tăng sản lượng nhà máy sản xuất xi măng và chế biến bột carbonat canxi, công ty cũng đang tập trung mở rộng đầu tư khai thác đá trắng, đầu tư khai trường khai thác, mua thêm thiết bị khai thác, vận chuyển nhằm ổn định nguyên liệu cho 2 nhà máy khi tăng công suất. Cuối năm 2023, Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái có 4 cổ đông lớn chiếm 45,2% vốn điều lệ doanh nghiệp. Theo thông tin công bố, ông Vũ Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nắm 14,49% vốn. Ông Phạm Quang Phú và ông Phạm Việt Thương đều là thành viên Hội đồng Quản trị, sở hữu lần lượt 12,88% và 9,61% vốn. Năm 2023, doanh nghiệp đạt hơn 962 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế gần 8,4 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng 12% thì lợi nhuận chỉ tương đương với năm trước. Biên lợi nhuận gộp khoảng 9,4%, không biến động nhiều so với năm trước do giá vốn vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Đến cuối năm 2023, Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái lỗ lũy kế 11,4 tỷ đồng, chiếm gần 10% vốn chủ sở hữu. Nợ ngắn hạn vượt quá tổng tài sản ngắn hạn là 167 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 cho rằng những điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Tuy nhiên, do tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, tăng sản lượng dẫn tới kết quả kinh doanh của công ty vẫn có lãi và có chiều hướng phát triển tích cực. Ngoài ra, do chứng minh được năng lực tài chính và định hướng phát triển kinh doanh tốt, công ty vẫn được các ngân hàng cho vay vốn. Vì vậy, nguồn vốn hoạt động của công ty luôn duy trì ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển. Ban Tổng Giám đốc công ty cho rằng việc lập báo cáo tài chính theo giả định hoạt động liên tục vẫn là phù hợp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.